Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn hình ảnh bên trong cái củ bình vôi nó như thế nào và cái công dụng tuyệt vời của củ bình vôi mang lại. Thì trên bàn này đó là củ bình vôi mà gia đình mình đã nuôi và nó đã mọc lên những cái tán lá xanh để sử dụng để làm cảnh các bạn ạ. Thì củ bình vôi là được biết đến với lại là một cái loại củ được dùng trong đông y và nam dược, dùng để điều trị hỗ trợ các bệnh về mất ngủ, đau đầu kinh niên và rối loạn tiền đình. Ngoài ra thì cái công dụng tiếp theo đó là củ bình vôi được sử dụng trong nhà để làm cảnh các bạn nhé. Đối với những cái hình dáng rất là khác nhau của củ bình vôi, có hình dáng của nó thì rất là đẹp, có củ dài và có củ hình tròn và có củ thì tạo ra những cái vật thể nhìn rất lạ mắt. Thì cái hình ảnh mà các bạn đang được quan sát thì cái củ này mình cũng đã nuôi khoảng một tháng, nó đã ra được những cái tán lá xanh đẹp như thế này các bạn ạ. Đấy. Trong những cái lần mà mình cũng đã cung cấp cái sản phẩm tới các bạn sử dụng về củ bình vôi và cũng đã đưa được lại những cái phản hồi cho mình rất là tốt, ví dụ như là các bạn có gửi lời cảm ơn tới bên mình là sử dụng củ bình vôi thì mình cảm thấy là giấc ngủ sẽ sâu hơn và chứng đau đầu thì cũng đã mất đi. Và các bạn cũng có hỏi mình là cái củ bình vôi tươi thì bên trong thì nó như thế nào, thì hôm nay mình cũng đã phổ đôi cái củ bình vôi này ra để cho các bạn quan sát trực tiếp hình ảnh bên trong cái củ này là nó màu gì. Có các bạn còn có hỏi mình là có phải là củ bình vôi thì bên trong màu đỏ không, thì hôm nay mình cũng xin trả lời thắc mắc các bạn là củ bình vôi thì bên trong không màu đỏ các bạn ạ, mà củ nó có màu vàng nhạt với những cái tán gân như thế này các bạn nhé. Mình quay sát để cho các bạn nhìn rõ hơn về cái hình ảnh mà bên trong của củ bình vôi mà mình đã được bổ ra để cho các bạn nhìn thấy. Các bạn có thể sử dụng củ bình vôi này theo dạng là khô hoặc là tươi cũng được các bạn ạ. Sử dụng củ bình vôi khô thì chúng ta sử dụng khoảng tầm 20 gram, khoảng 4 đến 5 thanh trì nhỏ đấy các bạn, sử dụng hãm nước uống thay nước lọc hàng ngày giúp cho cái giấc ngủ của mình sâu hơn. Và những các bạn có tiền sử là mắc phải cái bệnh mất ngủ kinh niên hoặc đau đầu thì các bạn có thể sử dụng uống để cho cải thiện cái bệnh lý của mình nhé. Thì ngoài ra thì bên mình cũng đã thì cung cấp cái số lượng củ bình vôi rất là nhiều với số lượng lớn để cho các bạn có thể sử dụng để làm cảnh, làm phong thủy với cái hình thức là để ở trong nhà rất là thích hợp với những cái không gian, bởi vì củ bình vôi rất thích nghi trong cái thời tiết hoặc là độ ẩm hoặc là thiếu ánh sáng thì củ này có thể chúng ta dùng để trong nhà. Đây các bạn nhé, mình quay sát để các bạn nhìn thấy là củ mình nuôi một tháng mà tán lá nó đã ra xung xuê rất là đẹp như thế này. Đấy, mình quay để các bạn xem rất là đẹp. Thì những cái công dụng tuyệt vời như trên thì các bạn có nhu cầu muốn sử dụng thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0971 477 860 để được mình tư vấn cụ thể hơn về từng cái bệnh lý và sử dụng sản phẩm hoặc là sử dụng những củ bình vôi như thế nào để cho nó hợp với phong cảnh hoặc để vào những cái chậu hoa nào để cho nó đẹp mà các bạn có thể dùng làm cảnh. Các bạn hãy gọi điện cho mình hoặc để lại số điện thoại bên dưới video nhé. Thì sau đây mình cũng xin cảm ơn các bạn đã trong suốt thời gian qua cũng đã sử dụng sản phẩm bên mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.